104 phút trong màn đối đầu giữa Hàn Quốc và Australia, Son Heung-min, ngôi sao sáng nhất nền bóng đá xứ Kim Chi, bước lên thực hiện quả đá phạt ở góc không quá thuận lợi. Nếu thành công, anh có thể đưa quê hương bước vào trận bán kết Asian Cup. Hít thở sâu, lấy đà chậm rãi, và rồi là cú đặt lòng tuyệt diệu, vẽ nên cầu vồng tối thượng hạ gục Matthew Ryan. Son chạy đi ăn mừng cùng đồng đội trong sự bùng nổ, quá cảm xúc, quá thăng hoa. Còn gì tuyệt vời hơn khi kết liễu đối thủ hùng mạnh bằng một siêu phẩm để đời? Trước người Australia đầy lọc lõi, Son đã một tay đưa Hàn Quốc trở về từ cõi chết, làm nên màn lội ngược dòng cảm xúc và xác lập nền cú gánh tim siêu hạng bậc nhất kể từ đầu mùa giải. Theo đó, đại diện xứ Kim Chi vốn gặp bất lợi từ trước khi bóng lăn do được nghỉ ít hơn Australia tới 2 ngày. Thậm chí người Hàn Quốc điền tên vào tứ kết còn cực kỳ vất vả khi đại diện Đông Á chỉ có thể loại Ả Rập Xê Út trên chấm 11m. Bên kia trên tuyến, Úc là tập thể đầu tiên vượt qua vòng 16 đội khi đè bẹp Indonesia 4-0 trong trận đấu một phần đông trụ cột ngồi ngoài hoặc được thời gian nghỉ sớm. Dẫu vậy, Hàn Quốc với đội trưởng Son Heung-min vẫn là bên được đánh giá cao hơn và sớm tỏ rõ sự khác biệt. Như mọi khi, trụ cột Tottenham dù trên lý thuyết được xếp chơi ngay sau tiền đạo cắm nhưng lại hoạt động rất rộng để tạo ra nhiều điểm chạm với các vệ tinh xung quanh. Rõ ràng nhân tố sinh năm 1992 cùng các đồng đội hiểu mình gặp bất lợi về thể lực nên chủ động dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Minh chứng cho quyết tâm của tập thể Đông Á, không gì khác ngoài tỷ lệ cầm bóng lên đến 70% ở nửa đầu trận đấu, cùng việc Hoàng Hy Tràn đã đưa bóng vào lưới của tuyển Úc ở phút thứ 32. Thêm một chút thông tin thì đây là tình huống mà Son Heung-min lui khỏi vòng cấm để khởi đầu đợt tấn công của đội nhà. Thế nhưng và lại tước đi niềm vui của các fan xứ Kim Chi. Và rồi sức ép dồn ngược về phía huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Rõ ràng là chiến lược gia người Đức vẫn chưa thể biến đội quân dưới trướng thành cỗ máy bất khả chiến bại khi sai lầm đáng trách của Hoàng In-byung đem đến cơ hội cho Úc ghi bàn thắng mở tỷ số. Vậy là thêm một lần đại diện Đông Á bị dẫn trước và hàng loạt máy quay lại lia đến khuôn mặt lo lắng của Son Heung-min. Thế nhưng tiền đạo xứ Kim Chi dù nỗ lực hơn 100% cũng không thể giúp đội nhà gỡ hòa ngay trước hiệp một kết thúc. Nên các ngôi sao đỏ đã bước vào đường hầm cùng sức ép rất lớn. Đây dường như là yếu tố khiến cho nhiều pha tấn công trong hiệp 2 của đất nước củ sâm không mượt mà như kỳ vọng. Và giờ là lúc các thông số cho chúng ta những góc nhìn thú vị. Theo đó, Hàn Quốc vẫn cầm bóng tới 70% trong 45 phút tiếp theo, nhưng chỉ tung ra được 3 cú sút và thống kê này còn chưa bằng một nửa số pha bắn phá của các cầu thủ Australia. Hiểu một cách đơn giản, Son Heung-min cùng nhiều ngôi sao khác đã rất nỗ lực chạy chỗ cũng như bàn bật để tìm đường vào khung thành của đối thủ. Thế nhưng những người đã cao nhất trên hàng công đại diện xứ Kim Chi lại bị hàng phòng ngự đội bạn vây giáp và thường xuyên gặp khó trong việc tạo ra các cú sút có độ sát thương cao. Cập nhật trên khiến cho bầu không khí trên sân trở nên đặc quánh và không ít fan đã xót xa khi nhìn thấy Son Heung-min bị bào mòn thể lực mà chưa thể tạo nên khác biệt. Rất nhiều đường truyền hay của số 7 Hàn Quốc bị đồng đội phung phí, còn anh khi dâng cao sâu quá thì lại đâm vào cảnh đói bóng. Quả thật là khó khăn và khá dễ để những fan nhận ra tiền đạo 31 tuổi đã phải gánh đáng nhiều nhiệm vụ khi chơi trên tuyển hơn lúc đá cho Tottenham. Thế nhưng nhận định vừa rồi chắc chắn không đủ để bào chữa cho đội trưởng tập thể xứ Kim Chi nếu như anh có các đồng đội bị loại ở ngày tứ kết. Thậm chí phần đông còn gợi nhớ đến thói quen hài khóc của cầu thủ sinh năm 1992 để chế giễu và chờ đợi châm chọc trụ cột gà trống nếu Úc giữ vững được thành quả. Tuy vậy, việc nhiều năm chơi bóng ở châu Âu dù không biến Son Heung-min trở thành con người sắt đá nhưng cũng làm tăng đáng kể bản lĩnh của thủ quân đội bóng xứ Đông Á. Chẳng hề có chút nào núng nào hiện trên khuôn mặt của số 7 Hàn Quốc khi hàng loạt lời động viên vẫn được người đội trưởng gửi đến các đồng đội. Thậm chí khi cảm thấy việc rót bóng từ ngoài vòng cấm cho các trung phong không hiệu quả thì chân sút sinh năm 1992 đã quyết định tự mình đột phá. Phút 90+4, ngôi sao số 1 của bóng đá châu lục di chuyển xuống khu vực đường biên ngang để chuẩn bị tạo ra đường tạt cho đồng đội bằng cắt. Thế nhưng có thể nói là may mắn cho Son Heung-min cùng cả tập thể Hàn Quốc khi hậu vệ đối phương đã nóng vội xoạc không trúng bóng. Vậy là số 7 đại diện Kim Chi thành công kiếm về cho đội còn 11m ở những phút bù giờ. May thay, sự trọn vẹn được tiếp nối với cú đá phạt miễn chê của Hoàng Hy Tràn. Và đó là khi Úc hiểu rằng bản thân đã ở vào thế khó. Họ đã rút nhiều trụ cột ra nghỉ trong hiệp 2, nhưng hóa ra cuộc đấu cần thêm 30 phút hiệp phụ. Và đó là khi Son Heung-min tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Nguyên nhân là bởi cho cưng của Andre Postecoglou thừa kinh nghiệm ở những trận đại chiến như thế này để hiểu cuộc đấu cần phải được định đoạt bởi một khoảnh khắc xuất thần. Hiểu một cách đơn giản thì khi phần lớn các cầu thủ đều xuống sức thì các trọng số về mặt chiến thuật phức tạp cần giảm bớt và tính đột biến là thứ nên được chú trọng. Do vậy chẳng phải ngẫu nhiên mà số 7 tuyển Hàn Quốc tự tin nhận trách nhiệm thực hiện quả đá phạt phút thứ 104. Đó là thời gian quá nhạy cảm và một bàn thắng có thể đảm bảo tới 90% khả năng đi tiếp của đại diện xứ Kim Chi. Son Heung-min biết nhiệm vụ của mình và quan trọng hơn là trình độ thượng thừa giúp tiền đạo 31 tuổi hoàn thành mục tiêu theo cách cực kỳ ấn tượng. Đều ai mơ về siêu phẩm trong hiệp phụ, nhưng rồi bàn thắng với quỹ đạo cầu vồng của nhân tố sinh năm 1992 đã giúp vài chục nghìn fan đại diện Đông Á trên khán đài trải qua những giây phút thăng hoa tột đỉnh.
họ đã sống trong sợ hãi trong suốt một thời gian dài. Nhưng rồi người thủ quân mẫu mực đã đưa mọi thứ về đúng trật tự của nó. Thêm một chút thông tin thì cả 3 bàn thắng cho đến hiện tại ở Asian Cup của Son Heung-min đều đến từ bóng chết. Và cũng chẳng sai khi đó nói rằng ngôi sao số 1 giải đấu chưa tìm lại phiên bản tốt nhất của mình. Tuy vậy, mọi chuyện chắc chắn đang tốt lên từng ngày và pha đá phạt thành bàn đêm qua có tính bùng nổ hơn nhiều hai pha lập công trên chấm phạt đền trước đó của số 7 Sư Kim Chi. Đây đơn giản là lời khẳng định của Son Heung-min về đẳng cấp thượng thừa. Và xin đừng quên, hành trình của nhân tố sinh năm 1992 vẫn chưa hề dừng lại. Dù huấn luyện viên Andre Postecoglou gần đây có hài hước tuyên bố muốn Hàn Quốc sớm bị loại để đón học trò cưng trở về, nhưng chắc hẳn toàn bộ nhân sự của Tottenham đều đang ủng hộ từng bước chạy của đội trưởng gà trống. Đúng vậy, Son Heung-min đã xuất sắc điên độ được làm thủ quân của một ông lớn xứ sở sương mù. Và anh hiểu mọi huyền thoại đều cần những danh hiệu làm điểm nhấn. Tottenham khó cho số 7 của mình điều đó, nhưng đội tuyển Hàn Quốc lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng xứ Cù Sâm đã khao khát chức vô địch châu lục suốt nhiều thập kỷ, và họ cần thế hệ vàng chấm dứt khoảng thời gian chờ đợi này càng sớm càng tốt. Hơn ai hết, Son Heung-min hiểu sứ mệnh lịch sử, và khi rơi những giọt nước mắt vào đêm qua thì tiền đạo 31 tuổi chắc chắn đã nghĩ về chức vô địch. Mọi nhà vua đều có chút trắc trở trong quá trình đăng quang, và đâu có đội bóng nào đem lại nhiều niềm tin bằng tập thể Sư Kim Chi hiện tại. Họ đã thoát khỏi cửa tử tới 2 lần, và đó có thể là lời khẳng định của số phận về một điều đặc biệt sắp chờ đợi đại diện Đông Á. Tất nhiên, hành trình của Son Heung-min, Lee Kang-in cùng các đồng đội vẫn còn rất nhiều thử thách, và đôi khi bên cạnh đỉnh vinh quang lại là hố sâu của sự thất vọng. Do vậy, hãy cứ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào tập luyện cùng quyết tâm cao nhất, Son Heung-min ạ. Người ta đã so sánh anh với tiền bối Park Ji-sung suốt một thời gian dài, nhưng có lẽ cựu sao Manchester United cũng đang cầu nguyện cho đàn em của mình. Danh thủ 42 tuổi cũng như đồng đội cùng thời vẫn đang dang dở giấc mơ châu lục, và giờ là thời điểm chín muồi để Hàn Quốc chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu. Nếu điều đó thực sự xảy ra, chẳng còn ai ngăn Son Heung-min đến với danh xưng huyền thoại được nữa. Anh đơn giản là xứng đáng với điều đó, và đôi khi chờ đợi vinh quang suốt nhiều năm qua chỉ để làm nền cho giây phút vỡ òa sắp đến với ngôi sao 31 tuổi.